Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, một ổ dịch sốt xuất, xuất huyết đã xuất hiện tại thôn Đồng Cốc, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân. Đây là ổ dịch sốt xuất, xuất huyết đầu tiên trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Các bệnh mắc sốt xuất, xuất huyết đầu tiên tại thôn Đồng Cốc, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân được phát hiện vào ngày mùng 10 tháng 9. Đến nay tại ổ dịch này đã có hai bệnh nhân dương tính với virus sốt xuất, xuất huyết. Một số bệnh nhân khác đang tiếp tục được giám sát. Ngay sau khi phát hiện ca bệnh sốt xuất số huyết đầu tiên và điều tra có vector truyền bệnh sốt xuất số huyết trên địa bàn, ngành y tế huyện Thọ Xuân đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức vệ sinh môi trường, làm sạch nguồn nước, diệt loang quang bọ gậy, tổ chức phun hóa chất diệt muỗi trong vòng bán kính 200m kể từ nhà bệnh nhân. Tuy nhiên, tại các khu vực dân cư thôn Đồng Cốc, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, hiện vẫn còn nhiều ổ bọ gậy và vật dụng chứa nước tồn động, không sử dụng, tạo môi trường cho mũi đẻ trứng phát triển. Thì hiện tại bây giờ phút Nơi được phát hiện thêm một vài ca có nguy cơ cao cho nên được sự chỉ đạo của trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh là xã phối kết hợp phun làm công tác vệ sinh và phun diện rộng toàn thôn và có thể là liên quan địa bàn toàn xã trong thời gian tới để xuống tuyên truyền với các cái ngành đoàn thể tại thôn và nâng cao cái nhận thức nhân dân biết được là không có loang quang thì không có gì cho thuyết Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra và yêu cầu ngành y tế và chính quyền xã Xuân Phú huyện Thọ Xuân tăng cường công tác vệ sinh môi trường, làm sạch nguồn nước, giám sát chặt chẽ, không bỏ sót các trường hợp bệnh nhân bị sốt trên địa bàn toàn xã, đặc biệt là trong thôn Đồng Cốc và các thôn lân cận, không để dịch tiếp tục lây lan. Sau một thời gian được khống chế, đến nay dịch tả lợn châu phi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã bùng phát trở lại với tốc độ nhanh và có diễn biến rất phức tạp. Một trong những nguyên nhân được xác định đó là sự chủ quan lơ là, chưa làm hết trách nhiệm, chưa thực sự quan tâm đến công tác phòng chống dịch của một số cấp ủy chính quyền và người dân các địa phương. Kể từ ngày bùng phát dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đến nay, cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi của gia đình anh Hoàng Văn Luận ở thị trấn Vạn Hà vẫn chưa một lần được phun thuốc tiêu độc khử trùng. Đáng lo ngại hơn, cơ sở của anh cũng chưa được chính quyền thị trấn Vạn Hà tuyên truyền hướng dẫn về công tác phòng chống dịch. Còn tại gia đình anh Bùi Sĩ Huy ở thôn Phong Lượng, xã Quảng Phong, huyện Quảng Sương. Dù lợn đã chết từ ngày 16 tháng 9, gia đình đã báo với chính quyền địa phương. Tuy nhiên, đến chiều ngày 17 tháng 9, số lợn chết đã bị phân hủy và phát tán mùi hôi thối, nhưng vẫn chưa được chính quyền đến để tiêu hủy. Lợn tháng mai ra thì ăn chết rồi. Thì tôi mới báo chính quyền địa phương với ấy rồi, nhưng mà vì chính quyền địa phương bảo đến chiều, Bây giờ thì đào đào về chiều thì chính các chính quyền địa phương xuống tiêu hủy. Rất là bây giờ đang chờ đó là chúng tôi tiêu hủy. Ấy. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều tồn tại yếu kém của cấp ủy chính quyền địa phương và người dân trong công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn đang còn 1.102 thôn, 231 xã của 21 huyện đang còn dịch tả lợn châu Phi, trong đó có 81 xã tái phát dịch trở lại. Trước tình hình dịch bệnh có chiều hướng gia tăng trở lại, nếu cấp ủy chính quyền và người dân chủ quan lơ là sẽ làm cho bệnh dịch tiếp tục lây lan, diễn biến phức tạp trên địa bàn, gây nên những tổn thất nặng nề đối với người chăn nuôi và toàn xã hội. Năm 2019, huyện Lang Chánh có kế hoạch trồng mới 1.000 ha rừng tập trung, trong đó trồng rừng vụ xuân 500 ha, vụ thu 500 ha. Đến thời điểm này, diện tích trồng rừng vụ xuân đã hoàn thành, riêng vụ thu mới đạt trên 70% kế hoạch. Khó khăn dẫn đến tiến độ trồng rừng vụ thu tại huyện Lang Chánh chậm so với cùng kỳ năm trước là do nhiều hộ trồng rừng còn thiếu vốn đầu tư cho sản xuất, nhiều nơi diện tích trồng rừng vẫn nằm ở vùng sâu vùng xa, giao thông đi lại khó khăn nên việc vận chuyển cây giống, phân bón không kịp thời. Cộng với điều kiện nắng nóng, mưa bão gây ảnh hưởng đến việc đầu tư trồng rừng. Chỉ đạo các cái đơn vị tổ chức sản xuất, cung ứng các cái giống cây lâm nghiệp đảm bảo đúng chất lượng theo đúng quy cách yêu cầu lại đề ra. Song song với đấy thì hàng tháng thì ban chỉ đạo của huyện cũng đã tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc nhắc nhở đối với các chủ rừng nhà nước cũng như các hộ dân trên địa bàn huyện để làm sao đấy chúng ta là tổ chức trồng rừng cho nó kịp đúng so với cái khung thời vụ cho phép. Huyện Lăng Chánh phấn đấu đến hết tháng 10 sẽ kết thúc trồng rừng vụ thu năm 2019. Đồng thời huyện cũng lồng ghép có chương trình dự án về xây dựng mô hình trồng rừng thăm canh gỗ lớn ngay trong vụ thu và vận động bà con chuyển từ rừng trồng gỗ nhỏ thành rừng kinh doanh gỗ lớn để nâng cao giá trị kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ từ năm 2018 và sự thay đổi của dòng chảy phía hạ lưu cầu Hoành nên đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng tuyến đê kè hữu sông Mã đoạn qua xã Thịnh Tân huyện Yên Định uy hiếp an toàn tuyến đê, các công trình và đời sống của người dân. Để xử lý sự cố sạt lở đê, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt chủ trương xây dựng công trình xử lý cấp bách sự cố sạt lở kè Định Tân từ nguồn vốn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2018. Đầu năm 2019, các đơn vị thi công đã triển khai thi công công trình với khối lượng đạt tới 75%. Tuy nhiên do nhà thầu thi công không kiểm tra, khảo sát, đánh giá được quá trình thay đổi dòng chảy phía hạ lưu cầu hoành kết hợp với các đợt mưa lũ năm 2019 nên các đoạn kè đang thi công và phía hạ lưu tiếp tục bị sạt lở. Theo khảo sát có những đoạn cung sạt đứng thành lấn sâu vào bờ kè tới 2 mét. Đá trên kè bị sụt sạt nghiêm trọng. Hiện nay là Ủy ban tỉnh đã có cái chủ trương uh, cho điều chỉnh cái uh, chủ trương đầu tư trong đó là cho tiếp tục xử lý cái sạt lở cái đoạn phía hạ lưu và có cái uh, uh, nghiên cứu cái giải pháp để xử lý uh, một số các cái sự cố mà sạt lở cái hố sói uh, cái đoạn đang triển khai thi công và hiện nay thì sở nông nghiệp phát triển nông thôn đang khẩn trương chuẩn bị các cái hồ sơ thủ tục để uh, trình cấp các thẩm quyền phê duyệt uh, sớm triển khai thi công để hoàn thành đưa công trình vào sử dụng. Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, đây là sự cố nguy hiểm xuất hiện ngay trong mùa mưa lũ 2019. Nếu không xử lý kịp thời, khi có lũ lớn xảy ra sẽ gây nguy cơ sạt lở toàn bộ phần mái kè, lát gấu kiện, uy hiếp an toàn đê điều, nhất là đời sống của 30 hộ dân với 125 khẩu của thôn Yên Hoành, xã Định Tân, huyện Yên Định. Bản tin 18h30 xin được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Sáng ngày 18 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đưa vụ án gian lận thi cử trung học phổ thông năm 2018 ra xét xử công khai. Theo lệnh triệu tập, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã triệu tập 177 người làm chứng. Tuy nhiên, trong ngày đưa vụ án ra xét xử, chỉ có 55 trên 177 người có mặt. Đại diện Viện Kiểm soát qua xem xét số liệu cho biết, việc vắng mặt của những người làm chứng sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều bị cáo, nên phía Viện Kiểm soát đề nghị hoãn phiên tòa. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử đã tuyên bố hoãn phiên tòa Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 14 đến ngày 16 tháng 10 tại Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang. Sáng ngày 18 tháng 9, lãnh đạo Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng cho biết bốn cháu bé bị ngộ độc sau khi uống chung một chai nước đã xuất viện. Trước đó, phòng cấp cứu của Trung tâm Y tế quận Lê Trân tiếp nhận 4 bệnh nhân từ 11 đến 16 tuổi trong tình trạng lơ mơ, da xanh tái, môi nhợt và nôn. Theo thông tin ban đầu, cả bốn cháu uống cùng chai nước do một người lớn đưa cho. Kiếp trực đã thăm khám và xác định cả bốn cháu đều bị ngộ độc nước uống và đã gây nôn loại bỏ chất độc cho các cháu thở oxy và truyền dịch đào thải. Cả bốn cháu sau đó được chuyển lên bệnh viện trẻ em Hải Phòng. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Một chiếc xe tải chở nông sản lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ tỉnh Đắk Nông đi thành phố Hồ Chí Minh đã đâm trực diện vào xe máy của ông Lý Văn Chính, 44 tuổi, chở theo hai con nhỏ. Vụ tai nạn khiến ông Lý Văn Chính và một người con tử vong. Cho bé còn lại bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu. Lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân tai nạn. Còn tại Hải Phòng, một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa hai xe máy vừa xảy ra tại phường Tràng Minh, huyện Kiến An khiến bốn người thương vong, trong đó hai thanh niên tử vong tại chỗ và hai người khác bị thương. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an phường Tràng Minh có mặt bảo vệ hiện trường, đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu, đồng thời báo cáo sự việc lên công an quận Kiến An để thu thập thông tin làm rõ vụ tai nạn. Công an huyện Tân Châu, Tây Ninh vừa bắt quả tang tụ điểm đánh bạc tại vườn cao su thuộc ấp Suối Bà Chiêm, xã Tân Hòa. Tại hiện trường, cơ quan chức năng bắt giữ 15 đối tượng, thu giữ 6 con gà đá, một bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 15 xe mô tô trên 55 triệu đồng, 11 điện thoại di động và nhiều tăng vật có liên quan. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận tụ điểm đánh bạc trên do Lê Trung Kiên, Lê Thanh Vân và Phan Hoàng Ân cùng ngụ xã Tân Hòa huyện Tân Châu đứng ra tổ chức từ khoảng tháng 6 năm 2019 đến nay. Thời gian hoạt động từ 12 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Hàng ngày có khoảng từ 20 đến 30 đối tượng đến tham gia đánh bạc. Mỗi cặp gà đá có số tiền cá cược từ 5 đến 10 triệu đồng. Công an huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Tại khu vực chợ đêm kỳ lừa phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, lực lượng công an thành phố Lạng Sơn đã phát hiện và bắt quả tang Lê Hồng Phong, trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, vận chuyển trái phép ma túy. Tăng vật thu giữ tại chỗ gồm 60 bánh heroin với trọng lượng khoảng 21kg. Qua điều tra, bước đầu đối tượng Phong khai nhận tăng vật là heroin và đang trên đường đi tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Sơn La điều tra mở rộng. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18 giờ 30 tại địa chỉ website truyền hình thanh hóa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18 h 30 gmail com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888 25 3636. 36. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.